Ok anh em ơi, thì hôm nay mấy anh em mình tiếp tục cái cuộc hành trình đi săn nữa nha. Thì tụi em mình hôm nay đi săn gồm là 4 người nha anh em. Mình, chắc cái đào, rồi chuột tinh chạy sao nha anh em. Thì mình đi chung với Mr. Phong nha. Đó, thì tụi em mình, mấy anh em mình sẽ đi vòng vòng cái khu vực mà ở bên nhà mình đó anh em. Thì mình sẽ đi tu hú nè, rồi cu này kia. Nói chung là gặp con gì là mình bữa con nấy anh em ơi. Rồi chiều chiều ra đồng mấy anh em mình sẽ nấu nướng này kia mấy anh em mình ăn nha. Thì cái thùng hôm nay của mình vẫn đồng hành là thùng Adam Black nha anh em, khổ 13-19 130 nha, bắn B7mm anh em ơi. Ná thì vẫn là ná thương hiệu của mình nha anh em, ná F1 chà cột nha. Hiện tại bây giờ là cũng 12 giờ mấy rồi anh em. Đó, mấy anh em đi vòng vòng, vòng kiếm cò cu này kia bắn giải trí chơi nha. Đó, anh em có cần mua thùng bi ná, phụ kiện ná gì đó thì anh em cứ nhắn tin qua Zalo giúp mình nha. Anh em lưu ý là đừng có nhắn bên Facebook cho mình nha anh em. Tại Facebook ở bên mình á, nhắn nó không có hiện thông báo lên anh em. Bởi vì rồi mấy anh em nhắn là mình cũng không có biết được nữa. Bởi vậy anh em cứ nhắn bên Zalo đi cho nó dễ anh em ơi. Rồi sao kiếm bộ? Có được phóng bển không? Có cây đó. Không được cũng có phải cây được. Đi xuống đó. Được cá bành. Cá bành bành gì nè. Lọc cái kinh luôn nè. Ây da, ây da, ây da. Trời ơi. Trời ơi. Thôi sợ nó lúng. Hù. Cá bột. Ờ, bắn luôn. Ờ, bắn luôn. Anh kia luôn trời, giữ trời. Con đầu tiên của anh em mình nha các bạn. Hiện tại bây giờ là đâu cũng 12 giờ các bạn ơi. Mấy anh em mình lựa giờ lên đi không. Đó, giờ mấy anh em mình chạy ra đồng đi kiếm cò này kia bắn nha. Với túc tôi hú thử rồi chắc chưa này nó ra không nha. Cái cây này sao qua được trời. Trời ơi, trời. Trời ơi, trời. Bài trước các bạn. Không thôi tàn hình đó rồi. Gớt luôn. Thôi bài trước hay thiệt. Gớt không? Ừ. Đâu rồi? Gớt mà. Tôi bắn trúng con mà. Ờ à, chơi. Vậy là sước rồi, sước lông rồi. Ừ. Đâu rồi, thẳng cái nha, thẳng cái ngực lên. Bắn gì sượt lông không gớt trời. Tại nó quay cái ngực lỡ đó. Như vậy bắn luôn cái gì bộ. Hả? Cho phóng xuống cũng khó ăn. Chạy lại. Rồi.
Mày xong rồi. Trời ơi trời, như đoạn tẹt cổ trời. Gớt đồ mày, khổ chạy. Anh nói mày gớt rồi mày gớt. Gió tao cũng đu mày nữa. Má vô đây. Chúng sợ lông cánh trời. Chúng sợ lông cánh trời. Lạng ở đây kiếm mang hả? Hồi nãy chúng sợ lông cánh thôi chứ giờ gớt mà. Tài nó đậu vậy bắn xẹt cái cổ của Tài. Đây. Rồi thấy con kia. Trời ơi khổ thùng bạo lực đâu rồi. Ây da. Rồi lấy cái đá bạo lực không kịp rồi. Đúng cái con rồi. Trời ơi trời. Không kẹt không kẹt không kẹt không. Lấy cái ná bạo lực không kịp nha. Bán cái dùng quán cái 100 mét đó trời. Xe đánh cái coi. Ê! Chúng nó kìa! Chúng! Trời trời! Ở là một cái bóp luôn em nghe không? Nghe chưa? Trời ơi! Con Việt! Đi sớm giờ mấy anh em đi cái khu vườn mộng này nước quá cao các bạn. Không có thấy con gì đó bắn hết trơn á. Đâu vô cái giặc hầm này nguyên quậy Việt cũng kìa các bạn. Kìa 2, 4, 5 con. Đây 6 con. Trời ơi, 6 cái con luôn. Đã dữ tại. Đi thì mình đi lại lặng mình dối thử coi có gớt được con thằng khứa nào không. Quá xa bắn không thấm luôn đó. Con đó quá xa bắn một cái bóp luôn mà. Em mở tiếng máy xe nó sợ nhiều khi anh em tao không nghe nữa. Anh đứng thôi gãy cổ luôn đó trời. Đi phòng, đây đi phòng. Giấy gãy cánh con coi. Trúng nó. Ơi, trúng con cánh con nữa kìa. Gió theo, gió theo. Sáng nha. Gãy cánh cái con bạn. Quá trời. Chụp đáng vậy sao mình đâu có tiêu ta. Ôi ơi quá uổng. À Việt, 6 bay con luôn. Ờ anh với Phong bắn, Phong bắn kiều lông cánh đang bay nữa. À, chạy ra đây để ý bên đây nữa có mấy con lép. Việt quá trời Việt luôn các bạn ơi. Chỗ này mà gặp mấy anh em mà chơi bơi bơi bắn chắc banh hết quá. Vì lạc, ở đây không có nhà. Ê, dịch xiêm luôn kìa. Dịch xiêm luôn. Vô à, có thầy bắn mấy việc không? Cá gồm dữ trời. Ê, nãy sao mình đi vô không thấy à? Phải rồi, nãy đi vô mình lo. Rồi. Trời trời. Đâu đây vậy? Đâu mà nó chui vô đó vậy trời? Ê, cúm nấm kìa. Gớt luôn. Ờ, ở đâu cúm nấm trong đây vậy trời? Kìa, đó, thằng cái bụi nhỏ đó. Bụi nhỏ đó. Ê, còn sống nữa kìa. Bắn nhân viên nữa. Sao cô thấy con vịt này thấy nhỏ dữ ta? Nó biết bay không trời? Chừng nó bay được anh, chim bay được á. Chim bay được. Khó thấy cái này. Okay. Ngay đầu rồi nó dãy á, ngay đầu rồi nó dãy rồi. Chết rồi cô ơi. Chết rồi. Lộn đi cho. Cầm. Dãy rồi. Hay là dịch bệnh trời. Phải dịch bệnh nữa. Kệ đi bắt thử đi. Nếu mà nó mập là nó không có bệnh đó, còn nó ốm là rồi đó. Ở đây là giữa đồng các bạn, giữa đồng mênh mông luôn các bạn ơi. Mấy anh em mình mới bắn dân Việt bên kia. Nãy chạy vô chắc mấy anh em mình không để ý các bạn.
Bữa nay còn ngàn quá, còn ngàn rồi. À, rồi cái túi mình để coi em cầm lên thử rồi nó mập không. Nếu mà nó mập thì mình lấy qua, còn không mập thì thôi mình thả đi, sợ khi dịch bệnh á. Ờ mập lắm anh ơi. Chưa. Để anh khám thử coi. Trời ơi. Ừ chừng nó dãy nha. Nó bay được anh. Thử coi. Nó bay được nó đâu là đây á. Bự lắm. Trời trời. Mập lắm. Hết ra. Trời trời. Trời trời. Gì được các bạn ơi, được rồi, do rồi. Đâu ra ở đây vậy? Cái túi mình chút xíu rồi sao đựng được trời. Mặc mấy quần chục tên. Hai quần à, cái quần ở đây hy sinh cái quần đi chục tên thôi. Ừ. Thời tới. Vậy là ổng bù lại cho mình con vịt đó quay. Dạ. À dạ, cần nữa rồi. Cái này 100 g nè, cái này 4 kg nè. Trời trời. Nặng lắm á. Đâu mà khủng khiếp vậy? Hai viên hả? Ghê gãy cổ ơi. Mà lỗi đang biết trời. Đầu. Nó bay khơ gì á. Chụp kinh khủng. Cởi quần. Hy sinh rồi. Thôi cởi quần rồi bỏ vô đi, sợ khi đi dọc đường nhầm ngựa người ta không biết, ta đã thường mình chậm dịch nữa. Không mà mình có quay phim này kia mà chắc không sao đâu. Trời. Trời. Dịch ai bay khơ cái trời. Rồi ok các bạn ơi. Mấy anh em mình đi vòng vòng sớm giờ không có con hàng khủng nào mà bù lên được, con hàng khủng nó quá thế các bạn. Dữ lắm rồi. Dịch sim. Ờ ừ, này chắc 3 kg mấy 4 kg. Ờ chắc 3 kg mấy quá. Sao ngực tròn vo ta. Sao nó gặp anh nó không bay vậy, nó tới số cái gì á? Tới số rồi. Bỏ vô bộ. Vô đi vô. Luồn cái đầu lại. Rồi lên đường nhập ngủ rồi. Dịch này chiều nay về xào chao luôn. No. Luôn, ẻ bánh quần luôn. Chết thì lại dễ nữa. Rồi ok, tiếp tục anh em ơi. Mấy nào mình đi đảo vòng vòng ra ngoài khúc này kia, chiều nay kiếm thử có hàng bay này kia bắn không nha anh em. Sợm trời. Gớt con này các bạn. Phong ơi. Gãy cổ các bạn ơi. Để đó giờ chút mình kêu chụp tin lại lượm lượm giùm nha các bạn. Giờ này nước đứng. Đây các bạn, thì mấy anh em mình đang mặn cái hành quả nè, quá khủng các bạn ơi. Cái bẹ này mất lắm. Cái bẹ này mất lắm hả? À như là 2 kg mấy các bạn, đâu mấy anh em mình phát hiện khơi khơi. Đó, con này thì chút mấy anh em mình sẽ xào chao nha. Bữa nay được ông tổ độ các bạn ơi. Đi đâu ngoài đồng đâu nó nằm trong lùm á, anh em mình ra hết hồn các bạn. Phong đẩy cho 2-3 viên bởi cái đầu luôn. Nói chung là ăn không được con vịt, ăn được con vịt cũng được. Không ăn được con vịt, ăn được con vịt nha các bạn. Việc ông bi mà không bi hết nổi rồi. Ở ngoài đồng ở ngoài mình dịch đi lâu lâu gặp hoài luôn các bạn ơi, cũng như mấy dịch sim này kia đó, như anh em cũng biết đó, nó bay khơi bay đủ nó hướng hết trơn anh em ơi. À, mình không lụm con này thì mấy anh em khác người ta đi ngang người ta gặp nó đi lẻn mình đó, người ta cũng lụm mà. Đó. Hồi nãy tưởng nó ốm trời, mình tưởng nó bị bệnh không các bạn, bởi vì mình cũng hơi ớn ớn mà gặp xuống thôi bắn trước đi tính sau. Mình bắn mình lụm nó được mình mới biết nó ốm hay là mập nha các bạn, mà không ngờ con này nó bị bú phèo luôn các bạn ơi, là béo phù luôn rồi.
luôn. Dịch xem mà. Vô tình hốt được con bí kiếp các bạn ơi. Như con gần này tính. Có trứng luôn hả? Hồi đấy luôn. Hồi đẩy vô cái nồi chao mình luôn. Dạ. Yeah. Trời ơi, sáng nó mẻ cái dao luôn rồi trời. Trời. Rồi. Chặt luôn bây giờ. Hơn quá không mẻ. Thấy à? À thấy cái đường. Anh bữa vô trời. Dễ gì mẻ đó. Các bạn thì mấy anh em mình không biết làm món này nha các bạn, thì nhờ mẹ mình làm giùm nha. Đó, trời ơi mờ cam luôn rồi các bạn ơi, mờ cam luôn rồi, để mình lau lau cái nha các bạn. Đó, ủa mẹ để cái gì vô mẹ, cái gì mà xanh xanh mẹ xả gì vậy? Dạ. Đó, ba anh em mình nói chung là ăn chỉ có nửa con thôi nha các bạn, tại ăn dịch nói chung là khá là bự luôn các bạn ơi, 2 ký mấy gần 3 ký mà. Đó, mấy nay mình chừa lại nửa con nha. Vịt này đang có trứng luôn các bạn ơi. Đó, mở nắp ra bầu. Nãy giờ tắt nãy giờ là bởi vì nó hết bớt xả dưa chào. Mấy nào mình ăn bún trước nha các bạn. À, bún cho no xíu các bạn ơi. Hai bộ chạy tôi miếng bộ. Đó, vừa thôi. Đây các bạn ơi. Cái giá đó mình tôi múc. Mấy này mình ăn bún này kia cho no no xíu các bạn. Ngầu uống mấy ly đế nhâm nhi nói chuyện chơi nha. Đó. Tại là có ba anh em mình là các bạn ơi, bây giờ không có nhờ ai quay cam được. Bữa nay mình quay cho hai đứa em mình ăn đi. Ngon. Bún cho cả giả người chắc có 3 chén. Chưa no nữa. Em định nói luôn. Nào có cái trứng đi quay. À cái trứng kìa, chú Tính. Đưa không có trứng bự đây. Không có trứng bự đây. À. Ừ. Quá đã luôn. Mà anh em nghe. Rồi mưa tới luôn. Mưa tới luôn anh em ơi. Nãy giờ tôi gọi cho nắm nè. Dạ nào quay. Trời. Đây mà anh em nha. Bướm thịt đâu không? Bướm thịt đây. Nó quá bự rồi, nó chặt quá bự. Anh đi quốc lý đi. Thử coi dai không? Bạn em thịt hàng viết nha anh em. Hàng này là chưa lộ. Nóng lắm. Trời ơi nó dai kìa. Vịt này già lắm rồi.
Nó dài cắt không gà hả? Lấy kéo gà, lấy kéo cắt ngang. Đây các bạn ơi, thì Phong mới gấp mình cái trứng nha các bạn. Đây cái này trứng trứng non các bạn. Trời. Mình chấm miếng này đi. Mình kẹp thêm trái ớt nữa nha các bạn. Bút cái trứng nha các bạn ơi. Thôi đã. Đây, mời anh em nha. Nó béo. Ui, miếng bún luôn anh em ơi. À, còn miếng luôn. Bút luôn. Chưa hết luôn. Ớt ngon quá vậy. Không có miếng cay nữa. He 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 các bạn. Cái hụt thịt đi anh. Mình kêu thịt test thử cái nữa rồi. Dai không? Cái này còn xương rồi. Đà Nam. Của cờ thịt vịt sim nha. Hùa hùa. Cái này chắc lấy tay bệnh đó anh em à. Chứ lấy đũa bệnh không nổi. Rồi gắp mặt xương nữa. Dạ đó à. Thiếu mày cao. Dạ. Khỏi để cũng được. Quá dài. Cần cỏ đi. Cỏ. Đi bắt thêm đi. Tính. Được rồi. Bắt thêm cho nó mày. Được rồi, được rồi. Vì rửa dai dai được người ta ăn ấy. Miếng vịt nó luộc quá. Ừ. Luộc khỏe này sáng ăn lại. Chứ xào mạnh là biến. Rồi, cái này dẹp quăng bên đây các bạn à. Hơi dai rồi. Rồi ok thì mình cũng kết thúc video tại đây nha anh em. Rồi chúc anh em xem video vui vẻ nha. Quá dính rồi các bạn à. Dính xả. Rồi ok anh em ơi.